Hello, ngày mới Văn Bảy chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Văn Bảy sẽ nấu xôi mít. Đây là nguyên liệu để Văn Bảy nấu xôi mít. Văn Bảy mời cả nhà cùng xem Văn Bảy nấu. Bảy đổ nếp ra rút nha cả nhà. Văn Bảy rút nếp. Rút 2-3 nước cho nó sạch. Rồi giờ Văn Bảy lột mít nha cả nhà. Văn Bảy xẻ mít ra. Quá đã cái món này. Thôi giờ Văn Bảy mổ ra. Mổ ra móc hộp. Móc hộp giữ cái muối mít nguyên vậy nha cả nhà. Rồi Văn Bảy tiếp tục lột cho xong. Rồi Văn Bảy lột mít vậy là xong nha cả nhà. Rồi Văn Bảy đổ nếp vô nấu. Văn Bảy không có cái chỗ sâu, Văn Bảy nấu bằng cái nồi cơm điện nha cả nhà. Đây là ống màu dứa, Văn Bảy cho ống màu vô. Rồi Văn Bảy trộn cho nó đều lên. Màu dứa nó tươi, nó rất là đẹp. Đây là nước cốt dừa Văn Bảy vắt sẵn, cái này là nước hai nha cả nhà. Văn Bảy cho vô. Cho vô nó vừa sắp sắp bằng cái mí nếp thôi. Rồi Văn Bảy bắt lên, Văn Bảy nấu. Rồi chảo nóng rồi Văn Bảy đổ đậu phộng vô, Văn Bảy rang. Văn Bảy chậm bếp củi có hơi khói, cả nhà thông cảm cho Văn Bảy nha cả nhà. Giang đậu phộng chừng nào mình cái hộp đậu phộng nó nổ nghe ba, chát 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 là được, Văn Bảy nhắc xuống nha cả nhà. Đây là nước cốt nhất, bây giờ Văn Bảy thắng nước cốt nha cả nhà. Rồi Văn Bảy cho nửa muỗng cà phê muối vô nha cả nhà. Bảy cho 3 muỗng cà phê đường cho nó có cái độ ngọt ngọt. Rồi Văn Bảy thắng cho kẹo chút xíu nữa, Văn Bảy không có dùng bột năng nha cả nhà. Văn Bảy dùng nước cốt tự nhiên. Rồi nước cốt nó kẹo lại vậy là được rồi nha cả nhà. Văn Bảy nhắc xuống. Rồi Văn Bảy nấu sâu chín rồi cả nhà. Đó. Quá đã luôn. Trời ơi nó thơm cùng rẻ mạt luôn. Rồi về Văn Bảy dồn sâu vô mít nha cả nhà. Đó. Rồi tiếp tục Văn Bảy về dồn cho hết luôn. Thank you.
Dân bãi không được khéo tay lắm, cả nhà thông cảm cho dân bãi nha cả nhà. Rồi dân bãi nấu xong rồi, dân bãi múc ra cái dĩa hột xài rồi cả nhà. Đây nước cốt. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng với dân bãi. Đó, dân bãi gấp liền. Đầu dâu cái món này quá đã mà chắc nó ngán cũng rẻ mạt luôn. Dân bãi trộn vô nước cốt. Trời đó, nó lậu vô nước cốt luôn. Chắc nó ngán cũng rẻ mạt. Dân bãi mời cả nhà. Trời ơi, thôi thì nó dẻo nó thơm. Mà mứt nó thì nó không có ngọt dữ mà nó thơm. Quá lạ luôn. Thật sự ra hồi đó giờ dân bãi mới ăn cái món này lần đầu tiên đó cả nhà. Nó cũng rất là ngon. Nước cốt thì về dân bãi làm nó hơi mặn nhẹ mà nó có hơi ngọt ngọt. Bãi mời cả nhà. Trời quá lạ. Cả nhà thấy dân bãi làm cái món này có đạt không cả nhà? Nó còn thiếu sót gì cả nhà comment cho dân bãi biết, dân bãi thêm vô cho nó hoàn thiện hơn nha cả nhà. Quá đã. Một buổi sáng trời gió mát chân thanh mà dân bãi ngồi ăn xôi mít Thái này nó quá đã luôn đó. Dân bãi cho lâu vô nước cốt, trời ơi. Quá đã. Sau có cái ống màu dứa vô, nó xanh nó cũng rất là đẹp, nhưng mà cái màu dứa nó cũng thơm. Mít thì nó cũng thơm. Hai cái này nó thơm, nó động trở lại, nó làm cho dân bãi ăn mà có cái cảm giác kêu bằng lòng của dân bãi nó lăn lăn như giấc mộng ban đầu luôn. Nó ngon cái bằng rẻ mạt mà nó ngán cũng ít hết luôn. Đó, mít mà dân bãi cho lâu vô nước cốt, trầu dầu. Quá đã. Này nó chật, khó gấp quá. Đó, dân bãi mời cả nhà. Dân bãi cho lâu vô nước cốt luôn. Dân bãi mời cả nhà. Món này nó thơm mà nó cũng ngán hết thật cả nhà. Nó thơm kêu tới bến Ninh Kèo luôn. Dân bãi ăn cái món này, dân bãi đi kêu qua tới cầu Cần Thơ mà nó cũng vẫn còn ngán luôn, nó ngán ít chết luôn. Nước cốt nó béo trầu vô, nó làm cho dân bãi ăn mà cái cảm giác vô bằng nó muốn ngặt ngời luôn á. Nó ngán vô ít chết luôn. Nó ngon mà nó ngán. Để nó ngon cũng ngán, nhiều cũng ngán. Dân bãi cố gắng dân bãi ăn cho nhiều vô. Đầu cái món này mà dân bãi ăn nó học bổ bề ngang, nó cũng sang bề dọc. Bãi mời cả nhà. Dòm có màu sắc nó đẹp quá mà dân bãi không ăn sao được. Cố gắng ăn vô. Càng ngán dân bãi càng trộn vô nhiều nữa, trầu vô cho nó lặn lậu chổng luôn. Thôi mít Thái đồng quê dân bãi ăn cũng quá phê mà cũng quá ngán luôn. Bãi đưa vô nó, trời ơi, dân bãi thấy cái cục này là dân bãi chóng mặt luôn. Trời ơi, mít nó thơm mà sao lá dứa
nó cũng thơm, hai cái này nó hòa quyện trở lại, nó làm cho Văn Bãi có cái cảm giác quá đã luôn. Bãi mời cả nhà. Trời ơi nó đã. Có đậu phộng, rồi dừa nạo sợi về cả nhà. Quá đã. Cái món này Văn Bãi ăn một lần đầu tiên nhưng mà nó cũng quá ngon luôn. Đó, trời ơi Văn Bãi cho lăn lậu vô nước cốt. Văn Bãi mời cả nhà. Quá lạ. Cái món này mình Văn Bãi ăn rồi ba bữa sau mình Văn Bãi rồi mà đi ra đường mà thấy người ta bán sâu Văn Bãi cũng còn ngán. Quá phê. Bãi mời cả nhà. Tàu rồi nó ngon. Quá lạ. Phải làm cục nữa. Trâu gì không. Vô phải cho lâu vô nước cốt. Trời ơi. Bãi mời cả nhà. Nó đã. Cái món này mình Văn Bãi ăn không bổ bề ngắn nó cũng sang bề rộng cả nhà. Văn Bãi ăn một cử này cái tối chiều Văn Bãi cũng còn no nữa. Quá đã. Trời ơi nó lăn lập vô chổng luôn rồi. Đó. Bãi mời cả nhà. Đậu phộng Văn Bãi răng nó béo mà nó bùi. Xôi mít Thái này Văn Bãi ăn thì Văn Bãi đi qua tới Thái mà nó cũng vẫn còn ngon. Trời ơi lậu vô lăn hộp vô như vậy chịu đời sao nổi. Bãi mời cả nhà. Quá lạ. Phải hấp nước cốt luôn. Trời ơi nước cốt Văn Bãi luôn. Hấp Văn Bãi kéo mà ro 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 như cầu xe lửa luôn. Phải cực cục lớn luôn. Trời ơi cái cục này. Đó. Nó chậm ngách vô lặn lậu vô nước cốt luôn. Bãi mời cả nhà. Quá ngon. Cái món này cả nhà thấy màu sắc nó đẹp không cả nhà. Món này xôi mít Thái Văn Bãi ăn Văn Bãi đi tới Thái cũng vẫn còn ngon vẻ mặt. Bãi chụp lâu vô. Có dừa nạo bào sợ rồi có đậu phộng
nó rất là thơm, nó rất là béo luôn. Mà đặc biệt một cái là nước cốt dừa, trầu dầu nó béo dân bãi kêu bỡ ngỡ luôn. Quá lạ. Mít mình dân bãi cũng cho lâu vô nó cốt luôn. Quá phê dân bãi làm thêm cục nữa. Nó ngán mà nó ngon. Dân bãi cố gắng dân bãi ăn. Dân bãi cho lâu vô. Quá đã. Dân bãi mời cả nhà. Rồi mổ cái muối mít một cục sôi nè. Dông bãi ăn mà chừng 2 muối mít về cái bụng dông bãi non cũng bể cái bầm luôn kìa. Dông bãi ăn nãy giờ 5-6 cục rồi. Quá đã đó, trời ơi, sâu dông bãi cho lăn lậu vô nước cốt luôn. Dông bãi mời cả nhà. Quá đã. Bít dông bãi cũng trông nó vô nước cốt luôn. Làm thêm cục nữa, nó ngon dân bãi ăn. Quá đã. Bãi mời cả nhà. Ngon cơ mà. Tới bến luôn. Xôi mít Thái dân bãi ăn quá đã. Mời cả nhà. Cái hột đậu phộng nó béo, nó bùi, nó thơm, quá ngon luôn. Mít dân bãi cũng trộn vô nước cốt luôn. Bãi mời cả nhà. Nước cốt dân bãi kéo mày ro luôn. Thật sự cái món này nó cũng rất là ngán cả nhà. Mình dân bãi ăn nãy giờ 5-6 cục. Tàu vô nó ngán vô rẻ mạnh. Bãi mời cả nhà, cà xá xị. Cả nhà có cục mà. Nó bự bự vậy nè. Cầu ngụ dân bãi ăn có 6-7 cục. Cái bụng dân bãi nó no cũng bể cái bụng. Bãi cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của dân bãi nha cả nhà. Dân bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy dân bãi làm cái món xôi mít Thái này có ngon có hay, cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.